Chuyến nhà về Bình Thạnh, anh Thông cần ra đi gấp căn nhà phố siêu đẹp với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m, thiết kế 1 trệt và 4 tầng lầu. Tọa lạc trên trục đường Thống Nhất ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, hẻm 1 xe thuộc phường 10, sát bên chung cư Hà Đô thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà thiết kế theo mẫu kiến trúc tân cổ điển rất là đẹp và cao cấp nha quý vị. Quý anh chị cô bác đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà, một căn nhà phố đang giảm sâu tới 2 tỷ đồng bán nhanh. Do chủ nhà cần chuyển nhà gấp về Bình Thạnh nên bán với giá tương đối rẻ. Giá bán bây giờ bên nhà đất Đình Hùng chào bán cho căn nhà này chỉ còn 11 tỷ 300 triệu đồng và còn thương lượng mạnh nha cô bác anh chị ơi. Một căn nhà phố tân cổ điển tặng kèm full nội thất bên trong, thiết kế có gara xe hơi, 2 phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Một căn nhà hướng chính bắc phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và quý vị đang tham quan căn nhà hẻm một xẹt đường thông buôn bán ngay chợ Hà Đô thuộc phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị sẽ cùng em Hùng tham quan trực tiếp căn nhà và xem khu phố xung quanh căn nhà này nha quý vị. Khu phố xung quanh căn nhà này là một khu phố đường thông an ninh, đường trước nhà lên tới 8m, xe hơi xe tải vào thoải mái và dễ dàng. Với diện tích khuôn viên đất là ngang 4m2, độ dài 17m và diện tích căn nhà là xây dựng ngang 4m2, độ dài 16m. Chủ nhà có trừ ra một khoảng vỉa hè hơn 1m bên ngoài nha quý vị. Đường này thì ô tô tải từ 4 đến 7 chỗ hoặc là 16 chỗ đi qua nhà mình thoải mái và dễ dàng, đường thông buôn bán. Quý vị có thể ở mướn phòng công ty cho thuê đều được và chủ nhà đang cần bán gấp để chuyển nhà về Bình Thạnh nha quý vị, nên bán với giá rất là rẻ. Nhà xây mới có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ. Dưới tầng trệt là không gian của phòng gara đậu xe hơi và không gian phòng bếp. Trên tầng lửng sẽ là không gian phòng tiếp, trên lầu sẽ là không gian phòng khách, 4 phòng ngủ và phòng giặt, phòng thờ cũng như là sân thượng trước và sau. Quý chị cô bác đang cùng em Hùng tham quan trực tiếp căn nhà phố tân cổ điển có thiết kế và có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ. Ở dưới tầng trệt như chúng ta đang thấy thì sẽ có không gian của gara xe hơi, phía sau sẽ là không gian phòng khách số 1 nhé. Phòng khách số 1 này thì chủ nhà chưa tặng kèm nội thất, có làm sẵn khu vực gắn máy lạnh ở cuối để chúng ta có thể gắn máy lạnh này. Nhà này rất là phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta vừa ở vừa mở phòng công ty cho thuê, mở showroom spa, vì đây là một căn nhà hẻm một xẹt Thống Nhất nằm ngay trục đường Thống Nhất phường 10 nha quý vị. Một vị trí trung tâm sát bên khu dân cư Cityland, chung cư Hà Đô, siêu thị Lotte Mart, quận Gò Vấp. Cuối nhà là khoảng những trời rộng với phòng vệ sinh ở cuối nhà. Quý vị đang đến tham quan căn nhà phố ngang 4m2, độ dài 17m, xây mới có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ. Thiết kế một trệt và 4 tầng lầu luôn, không có lẫn nha quý vị. Dưới tầng trệt thì sẽ có không gian của gara xe hơi, xe máy và phòng khách số 1. Trên lầu 1 sẽ là không gian của phòng bếp và không gian phòng khách số 2. Và trên lầu quý vị có 4 phòng ngủ cũng như là phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Quý vị đang di chuyển lên khu vực lầu 1 này. Lầu 1 có căn nhà thì quý vị sẽ có không gian phòng bếp phía sau và phòng khách bên ngoài. Chúng ta đang đến với không gian phòng bếp phía sau căn nhà này. Phòng bếp thì có bàn ăn 4 ghế kết hợp với tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu là gỗ sồi, có sơn màu xanh bên trên và bên dưới thì có gỗ tự nhiên. Có bàn ăn 4 ghế, hai bên tường có dán chỉ nổi, dán giấy, treo tranh. Và ngay không gian phòng bếp thì thông với giếng trời rộng 2m phía sau và có vệ sinh ngay không gian phòng bếp luôn nha quý vị. Một căn nhà quá đẹp, thiết kế theo mẫu kiến trúc tân cổ điển và chủ nhà đang đại hạ giá tới 2 tỷ đồng bán nhanh. Giá bán bây giờ bên nhà đất Đình Hùng chào bán chỉ còn 11 tỷ 300 triệu đồng và còn thương lượng thêm. Quý chị của bác quan tâm thì alo ngay về cho bên em Hùng theo số hotline 0918 178 647 đến tham quan và sở hữu ngay. Một căn nhà nằm trên địa bàn trung tâm quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, sát bên chung cư Hà Đô, kể bên khu cư Cityland và siêu thị Lotte Mart, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ căn nhà di chuyển về Bình Thạnh khoảng tầm 5-7 phút, đi về sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút và đi qua trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy thôi. Khu vực phía bên ngoài đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng khách này, phòng khách chính của căn nhà này. Quý vị sẽ có bộ sofa rộng tặng kèm kết hợp với tủ kệ TV, quạt trần Panasonic bên trên. Phía bên ngoài có cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính và ban công lên tới 1m2 bên ngoài. Nhà này thì xây một trệt và 4 lầu luôn nha quý vị. Rất là đẹp, rất là thuận tiện cho quý vị cô bác ở đại gia đình hoặc là vừa ở vừa mở văn phòng công ty và cho thuê. Vị trí ở trung tâm quận Gò Vấp phường 10 như thế này thì rất là hiếm những căn nhà bán và đang có giá bán tốt, cũng như là đường rộng rãi như căn này, nhà này, đặc biệt là nhà mình là nhà hẻm một xẹt nên là quý vị rất là dễ cho việc ở mở văn phòng công ty hay là mở showroom spa.
thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho đại gia đình chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị Di Chuyển đang cùng em Huy Hùng di chuyển lên khu vực lầu 2. Chúng ta sẽ đến với không gian hai phòng ngủ đầu tiên. Hai phòng ngủ này thì tặng kèm full nội thất, bao gồm giường ngủ 2m, chưa có chăn ga gối nệm, có tủ áo đóng nguyên bộ kết hợp với tủ kệ tivi, bàn trang điểm và tủ kệ để đồ. Mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh trong và nội thất căn nhà này thì nội thất ngoại nhập nên rất là đẹp, được làm rất là tỉ mỉ và công phu nha mọi người. Khu vực không gian phòng ngủ thì có sẵn ống máy lạnh để chúng ta trang bị máy lạnh cho không gian phòng ngủ của nhà mình. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi cũng như là đèn led bên trong không gian phòng vệ sinh. Quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà. Sàn phòng ngủ được ốp gạch giá gỗ và quý vị sẽ cùng em di chuyển qua phía đằng trước để chúng ta tham quan không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng trước của căn nhà. Đây là mẫu nhà phố tân cổ điển, có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ của một anh kỹ sư rất là nổi tiếng trên địa bàn quận Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh nhà này thì anh xây ở, nay cần bán gấp để chuyển nhà về Bình Thạnh nên anh bán với giá rất là rẻ, giảm sâu 2 tỷ đồng cho cô bác anh chị thiện chí mua. Giá bán bây giờ bên nhà đất Hùng chào bạn ra chỉ còn 11 tỷ 300 triệu đồng thôi. Và tất nhiên giá bán này còn thương lượng thêm cho cô bác anh chị thiện chí mua nhé. Vị trí Quang Trung Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng phường 10 như thế này, sát bên chung cư Hà Đô này thì có diện tích như thế này thì giá bán đang rất là đắt đỏ nha quý vị. Để sở hữu một căn nhà trong khu vực này thì quý vị cũng phải có tầm tiền trên 10 tỷ. Và những cái lô đất trong khu này thì đang chào bán cũng 8-9 tỷ rồi nha mọi người. Quý vị mua căn nhà này thì sẽ rẻ hơn thị trường tầm 2 tỷ đồng. Và quý vị đang cùng em đến với không gian lầu 3. Chúng ta sẽ đến với không gian hai phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà. Quý vị cô bác đang cùng em Hùng đến với không gian hai phòng ngủ số 3 và số 4. Hai phòng ngủ này thì cũng có nội thất tương đối đẹp và có vệ sinh trong. Chưa có máy lạnh cũng như là chưa có chăn ga gối nệm nha quý vị. Căn nhà chúng ta ngày hôm nay thì đang có hướng chính là hướng Bắc. Quý vị đang tìm nhà hẻm một xẹt gần Bình Thạnh, sát bên khu dân cư Cityland, kề bên là siêu thị Lotte Mart quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phường 10. Thì căn nhà này phải nói là một sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị đang di chuyển ra không gian phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này thì chủ nhà chưa trang trí nội thất nhé, chỉ làm nội thất cơ bản thôi. Quý vị đang cùng em tham quan với không gian phòng ngủ trống và cũng có khu vực gắn máy lạnh cho quý vị. Hai bên tường thì có chỉ nổi dán giấy và treo tranh rất là nhiều, tạo nên một không gian nhà phố tân cổ điển khá là đẹp và hài hòa. Quý vị sẽ cùng em di chuyển lên khu vực không gian lầu trên. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng nhé. Đây là không gian khu vực giặt đồ này và kế bên đây là không gian phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và lên trên là khu vực sân thượng với không gian phòng phơi đồ và phòng thờ cũng là sân thượng trước và sau. Căn nhà này thì đang được chủ nhà đại hạ giá tới 2 tỷ đồng, chỉ còn 11 tỷ 300 triệu đồng, ngang 4m2, độ dài 17m, diện tích xây dựng là ngang 4m2, độ dài 16m, xây mới 100%, có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ và vị trí thì rất là đẹp, đường một xẹt, đường thông tới 10m, xe hơi xe tải vào thoải mái và dễ dàng. Quý vị có bác quan tâm căn này thì alo ngay về cho bên Hùng để có giá tốt và gặp ngay chủ nhà để thương lượng giá cả, xem sổ hồng hoàn công và hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Liên hệ xem nhà bên Hùng, quý vị sẽ được rẻ hơn những cây bán nhà khác từ 200 cho đến 500 triệu đồng, có căn lên tới cả tỷ. Quý vị có bác quan tâm thì alo cho anh em để đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà nằm ngay khu dân cư Hà Đô, sát bên khu dân cư Cityland, thuộc đường Thống Nhất và Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà phố siêu đẹp, xây mới 100% và được chủ nhà thiết kế với bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ nha quý vị. Một căn nhà mà chủ nhà đang chuyển nhà về Bình Thạnh nên bán với giá vô cùng rẻ và cực kỳ ưu đãi cũng như là còn thương lượng mạnh. Quý vị có bác quan tâm thì alo ngay cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà cũng như là gặp ngay chủ nhà để thương lượng giá cả, xem sổ hồng hoàn công, xem giấy tờ liên quan đến căn nhà và hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.